mười mấy năm trôi qua rồi. Sống tới từng tuổi này, anh nghĩ chúng ta cần sự yên ổn. Có thể anh thấy yên ổn, chứ còn em thì không. Lần này em về Việt Nam không chỉ vì vấn đề công việc, mà em còn có lý do của riêng mình. Em muốn đòi lại bố cho con em. Con không tin con bé Chip là con ruột của con đúng không? Mẹ nghĩ là cái Ngọc nó không dám nói dối mẹ đâu. Nó lặn lội gần đấy cây số đường xa về đây, lần này chỉ mong muốn cha con được gặp mặt nhau thôi. Không phải đâu mẹ, con không nghi ngờ bé Chip là con gái của con. Nhưng vấn đề ở đây á là Thủy. Con không biết là vợ con sẽ đón nhận tin này như thế nào nữa. Anh đã nói gì với em nào? Anh nói là giữa hai vợ chồng mình sẽ không có bí mật gì cả. Lôi kéo chồng là quá đáng lắm rồi, lại lôi kéo cả con nữa à? Kìa, em nghĩ đi đâu vậy? Chính vì ý nghĩ này của em á khiến cho anh càng giấu em. Anh không muốn em căng thẳng vì những chuyện không đâu. Sao chuyện gì lọt vào tay em cũng trở nên một chuyện tày đình hết vậy? Tất cả là tại em. Em cứ làm quá lên à? Em đừng như thế. Cái câu này đáng ra anh phải nói với cô ta mới đúng. Cái loại giả nhân giả nghĩa. Giả tao hết. Ngôi nhà đáng lẽ ra phải là của tôi. Cô. Sao? Thủy tí hơn gì tôi nhỉ? Để xem nào. Một đứa con chung với anh Minh, tôi cũng có. Nhưng tôi còn có cả cái này nữa. Tại sao cô có thể thành ra như thế này? Cô không phải là Ngọc mà tôi biết. Đúng. Tôi không còn là Ngọc của 15 năm trước nữa. Không còn ngây thơ dại khờ, sẵn sàng nhường người yêu cho bạn thân. Vậy nên Thủy trả lại anh Linh cho tôi đi. Anh ấy là bố của con tôi thì phải là chồng của tôi. Tôi sẽ giành lại anh Minh bằng được. Thủy cứ chờ xem. Còn bao nhiêu trò Ngọc giở nốt đi. Tôi thách đấy. Tôi sẽ chứng minh cho Thủy thấy anh Minh chỉ yêu một mình tôi thôi. Thứ tình cảm mà anh dành cho cậu chỉ là tình thương. Thì chỉ xứng đáng nhận được tình thương thôi chứ không có tình yêu đâu.